Đây là cây xương sáo nha mọi người. Có một số bạn hỏi Trang như thế này nè: chị ơi, bộ có cây xương sáo thiệt hả? Em ăn thạch xương sáo bán ngoài chợ hoài mà không nghĩ nó làm từ một cái cây, mà chỉ nghĩ làm từ cái bột gì đó thôi, mà không ngờ làm từ cái cây thiệt hả chị? Thì hôm nay Trang sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người nha. Đây là cây xương sáo nè mọi người, nó làm ra cái thạch cho mọi người ăn á. Cái cây này rất là mát luôn, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Bởi vậy mà nó còn là một món ăn ngon giúp giải nhiệt cơ thể, mà nó còn được rất là nhiều người ưa chuộng á nha. Rồi, bây giờ Trang sẽ chia sẻ cho mọi người cách nấu xương sáo làm sao nó đơn giản nhất nè, mà nó thơm ngon mà đạt hiệu quả cao nhất nữa ha. Cây xương sáo tươi hái vô rọ, Trang rửa cho thật sạch và đem trộn với nước sôi cho nó mềm ra. Để Trang dễ vò lấy cái nước thạch của nó nha mọi người. Lấy cái chất nước xương sáo thôi, bỏ xác đi, không có lấy cái xác nha mọi người, chỉ lấy cái nước thôi. Mình dùng cái nước này là tốt nhất nè. Đó, nó màu xám xám đen đen như thế này ha. Và để thạch xương sáo của mình làm ra nó được dẻo dai hơn thì ở đây Trang sẽ sử dụng bột năng và bột gạo nha mọi người. Công thức chuẩn là 1,5 lít nước là 25g bột năng cộng với 25g bột gạo nha. Pha với nước lạnh như thế này nè. Rồi mình sẽ trộn chung vào cái nước thạch xương sáo hồi nãy đó. Đó, khuấy đều lên và mình ngâm tầm khoảng 15 phút đi cho nó lắng xuống, nó tan bột ra ha. Đó, nó sẽ có một cái cọng cọng như thế này nè. Rồi mình lược lại một lần nữa qua rây ha. Để chút xíu nữa mình nấu xương sáo, xương sáo của mình nó sẽ ra thạch được dẻo dai, nó mịn màng và nó không bị ốc trâu nha mọi người. Rồi bây giờ thì bắt lên bếp để nấu xương sáo nha. Cái khúc này quan trọng nha mọi người. Mọi người phải khuấy đều tay, khuấy liên tục, không bỏ bếp và để lửa nhỏ thôi nha. Đó, khi nào mà nước xương sáo của mình nó trong lại và nó sành sạch như thế này, rồi mình rác bếp, mình lược qua đây một lần nữa ha. Mình đổ vào khuôn. Đó, như thế này nè, xương sáo của mình nó rất là mịn màng luôn ha. Để cái thạch xương sáo của mình cứng giòn dẻo dai thì Trang sẽ bỏ ngăn mát tủ lạnh khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Thì thạch của mình nó rất là dai nha mọi người, nó không có bị bể ha. Đó, như thế này nè, Trang cắt ra cho mọi người xem nha. Thì ở đây Trang chỉ chia sẻ cho mọi người cách nấu xương sáo tươi nguyên chất tại nhà thôi. Bởi vậy cái thạch của nó màu nó không có được đen và nó không có được dai cứng như mọi người mua ở ngoài ha. Bởi vì Trang không có bỏ bất cứ phẩm màu gì hết ha. Rất là tốt và an toàn cho sức khỏe luôn á. Đây là thạch xương sáo nguyên chất luôn ở nhà mọi người. Rồi, bây giờ Trang sẽ kết hợp xương sáo với một ít trà sữa nè, ăn kèm với một ít topping nữa. Thì món này rất là ngon luôn á nha mọi người. Rồi, bây giờ Trang mời mọi người ăn xương sáo cùng Trang ha. Rồi, đó là cái thạch xương sáo mà mọi người hay ăn á và hay thắc mắc là không biết cái thạch này nó làm từ đâu và cái cây xương sáo là như thế nào. Thì cái cây xương sáo là như thế này nha mọi người. Trang sẽ vô bầu và cung cấp cho mọi người đem về nhà trồng nè để lấy thạch ăn. Nó rất là tốt cho sức khỏe và mọi người cũng rất là thích cây này luôn á nha.